Quý vị và các bạn thân mến, cảnh quay thực tế lính Hàn Quốc bị gài bẫy ở chiến trường Việt Nam bị chính phủ Hàn Quốc giấu kín suốt 30 năm. Gần đây nó được một vlogger quân sự Trung Quốc chia sẻ trên mạng xã hội nước họ. Video với tiêu đề là năm 1969, át chủ bài Sư đoàn Rồng Xanh của quân đội Hàn Quốc bị gài bẫy và bị tiêu diệt ở Việt Nam. Video này xảy ra ngày 14 tháng 8 năm 1969. Đại đội chiến đấu tinh nhuệ của Hàn Quốc, đoàn quân Thanh Long hay còn được gọi là Rồng Xanh gặp phải một vụ đánh phục kích thảm khốc do lưới mìn diệt tăng của quân du kích Bắc Việt gây ra. Để tránh ảnh hưởng đến tinh thần của quân đội và gây lo lắng cho công chúng, cảnh quay này đã bị chính phủ Hàn Quốc cấm công bố suốt 30 năm. Trong cảnh quay, có thể thấy vụ nổ của quả mìn chống tăng đã gây ra tổn thất nghiêm trọng cho một đội quân nhỏ của Thanh Long, với 2 người chết tại chỗ và 9 người bị thương nặng. Đại sư đoàn 2 của năm đó với logo là một con rồng lớn, còn được gọi là Sư đoàn Thanh Long, đã được Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee tôn trọng rất nhiều. Park Chung-hee mô tả họ là có sức mạnh và can đảm phi thường. Đoàn quân đầu tiên của Hàn Quốc được gửi đến chiến trường Việt Nam chính là đám lính này. Sau đó, đoàn Thanh Long cùng với các đoàn Mãnh Hổ và Bạch Mã được gửi tới liên tục vào Việt Nam, được gọi là tam đại lực lượng vương giả của quân đội Hàn Quốc. Trong cảnh quay, khi kết thúc hoạt động ngày 14 tháng 8 của họ, Lữ đoàn 2, Sư đoàn 2, Lữ đoàn 6 của Hải quân lục chiến Hàn Quốc trở về trại liên đội ở Quảng Nam, Việt Nam. Họ bị một chiếc xe tải quân sự Mỹ đã hỏng hóc chặn đường ở gần trại, làm cho con đường trở nên hoàn toàn bị chặn, khiến cho các phương tiện đi qua đây không thể di chuyển. Quân nhân Thanh Long không nhận ra nguy hiểm, đã đến và đứng xung quanh chiếc xe. Họ dường như cho rằng quân du kích Bắc Việt không dám hoạt động trong phạm vi họ đang chiếm đóng, và họ đã gọi thêm một chiếc xe kéo đến, cố gắng kéo chiếc xe tải hỏng này đi. Khi khoảng 10 người xếp hàng, đứng bên cạnh để xem chiếc xe bị kéo đi, một vụ nổ mạnh đã xảy ra dưới xe, làm cho nhóm người bị khói lửa bao phủ. Những người lính Thanh Long may mắn thoát chết, chỉ có thể kéo những người bị thương nặng đến vị trí an toàn để cứu chữa. Dựa vào sức mạnh tạo ra bởi vụ nổ, có thể suy luận rằng có một thiết bị gài bẫy được chôn dưới chiếc xe tải, có lẽ là một viên mìn chống tăng. Chiếc xe tải hỏng đã bị nổ cháy và khói lửa nổi lên, gây ra thương vong nghiêm trọng. Trong số đó có 2 người bị nổ chết tại chỗ và 9 người bị thương nặng. Du kích Bắc Việt đã tài tình đoán biết hành động cần phải lôi chiếc xe bị hỏng do Mỹ để lại thì các xe khác mới đi được, hoặc cũng có thể là đoán biết được hành động lính Mỹ muốn cẩu chiếc xe tải hỏng này về căn cứ để sửa chữa, nên họ đã gài mìn ở gần đó, dù cho những lính giặc sẽ dẫm phải mìn. Tuy nhiên, so với vụ đánh phục kích bẫy mìn của quân du kích Bắc Việt, những hành vi tàn bạo của Sư đoàn Thanh Long tại Việt Nam có thể được so sánh với hành vi tàn bạo của quân đội Nhật trong chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Trong vòng 7 năm tại Việt Nam, đoàn Thanh Long đã đặc biệt tàn bạo, thực hiện hàng loạt các vụ sát hại dân thường. Theo dữ liệu được công bố bởi Hàn Quốc, ít nhất 9.000 dân thường Việt Nam đã bị sát hại bởi quân đội Hàn Quốc. Có thể nói, hành vi của Sư đoàn Thanh Long trong toàn bộ chiến tranh Việt Nam hoàn toàn có thể được so sánh với những hành vi tàn bạo của quân đội Nhật trong chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là phần nội dung của video vụ gài bẫy quân Hàn Quốc bởi lính Việt Nam. Video này được đăng trên mạng xã hội Douyin Trung Quốc. Video nhận được rất nhiều bình luận cũng như sự bày tỏ phẫn nộ từ dân mạng Trung Quốc trước các hành vi của lính Hàn Quốc tại Việt Nam. Trong video có nhiều bình luận khó nghe đối với lính Hàn. Hàn Quốc và Việt Nam hiện nay đã có mối quan hệ tốt cả về chính trị và kinh tế, không nên để ảnh hưởng tới tương lai, đây mới là điều quan trọng. Mọi người xem video để giải trí thôi nhé, và biết thêm quan điểm của Trung Quốc về sự kiện này. Mọi người xem đến hết video nhé, sau đây là phần bình luận. Có một sự thật là dù ở đâu hay khi nào thì cũng đừng tham gia vào cuộc vui mà nước Mỹ khởi xướng. Cần có một khối thuốc nổ nặng 50kg đặt trên quả mìn chống tăng đó thì mới đủ cho lũ quân xâm lược. Bọn họ đi xâm lược à mọi người? Vậy bạn nghĩ tại sao họ lại ở Việt Nam, họ đi giữ gìn hòa bình à? Nó đi theo bố Mỹ của nó, nếu không thì nó dám đứng ra bắt nạt ai được chứ? Cú nổ rất mạnh, thật tiếc là chỉ có 2 người chết. Sức mạnh thật sự lớn đấy, tiếc là không vụn nào cả. Nếu có mảnh văng thì sẽ tử vong hết cả đám đó luôn. Thật ra chỉ cần sóng xung kích là đủ. Mìn chống tăng chủ yếu nổ hướng lên trên nên không có sát thương cho người xung quanh. Mìn chống tăng nên không có mảnh vỡ văng ra. Tôi là một con rồng xanh nhỏ, tôi có rất nhiều bí mật nho nhỏ nhưng không muốn mọi người biết. Một đám vô lại đi sang nước khác giả làm sư tử và rồng xanh. Việt Nam nên cho thêm một số đinh sắt bên trong quả mìn để tối đa hóa lượng sát thương. Ở Việt Nam mọi người đều là lính.
rồng xanh bên trái, hổ trắng bên phải, cuối cùng thì tan nát. Không nên chôn mìn dưới gầm xe cộ vì xe tải sẽ vô hiệu hóa phần lớn lực của vụ nổ. Biển hiệu hình tròn ghi Bộ Tư lệnh Hải quân Hàn Quốc. Đây được gọi là quân át chủ bài ư? Sau cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, đám này không học được bài học nào cả. Người Việt bây giờ có biết đến những điều này nữa không? Lính Hàn Quốc đã làm rất nhiều tội ác ở Việt Nam, xếp người tốt và đếm xác người như là một chiến tích công lao. Bản chất bọn họ đã là loại người như vậy, bây giờ càng trở nên tồi tệ hơn, đúng là tính cách khó thay đổi. Hàn Quốc đã sát hại nhiều người Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là dân thường. Người Hàn Quốc không giỏi trong việc chiến đấu, giống như trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Lực lượng quân đội của Hàn Quốc là một trò đùa. Đây được gọi là sư đoàn rồng xanh, trung đoàn bạch hổ sao. Hàn Quốc làm đủ trò ác ở Việt Nam. Người Đông Nam Á vẫn rất thích Nhật Bản và Hàn Quốc, mọi người nên hiểu đó là một nguyên tắc được chỉ đạo. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa có thể đánh bại tất cả các quân át chủ bài. Trong chiến tranh Việt Nam, quân ngụy Hàn Quốc đã gây nhiều tổn hại cho nhân dân Việt Nam. Đây được gọi là lực lượng át chủ bài sao, chỉ cần nhìn xem chuyện gì đã xảy ra là hiểu. Hàn Quốc, quốc gia tự xưng là mạnh nhất trong vũ trụ. Có phải bây giờ người Việt thích đánh đập người Hàn Quốc và người Mỹ, những kẻ đã tấn công họ trong quá khứ phải không? Chứng kiến điều này vậy mà hiện nay làn sóng văn hóa Hàn Quốc vẫn rất phổ biến ở Việt Nam. Bọn họ không phải là người tốt. Trên thực tế, nước nào xâm lược cũng không phải là người tốt. Nếu bạn bị thua, tình cảnh sẽ rất đáng thương. Những người có dã tâm xâm chiếm có thể được kể đến như Tần Thủy Hoàng của Trung Quốc và Thành Cát Tư Hãn. Vậy câu hỏi đặt ra là, hiện nay Hàn Quốc và Việt Nam có phải là bạn tốt không? Và quan hệ với các quốc gia lớn hiện nay cũng đang ở tình trạng như thế nào? Có vẻ kỳ tích sông Hàn là lịch sử máu và nước mắt của dân tộc Việt Nam. Quân đội Hàn Quốc điều động hơn 300.000 quân đến Việt Nam phải không? Phải chăng những lính Hàn này chính là hậu duệ của những người đã gia nhập quân đội Nhật Bản phát xít trong thế chiến? Hàn Quốc bây giờ không thể đánh bại Việt Nam. Việt Nam vẫn là nước nông nghiệp, lấy gì chống lại Hàn Quốc? Quân đội từ bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ không khá hơn khi họ ra nước ngoài để xâm lược đất nước khác. Hàn Quốc có thể đánh bại Việt Nam không? Hàn Quốc không thể đánh bại được Việt Nam nhưng lại gây ra nhiều hậu quả đau lòng cho người dân Việt. Đừng mơ tưởng linh tinh, người Hàn Quốc là người tệ nhất, không xứng đáng tồn tại, là rác thải của vũ trụ, rác thải của trái đất. Sự độc ác của lính Hàn Quốc ở Việt Nam cũng khiến quân đội Mỹ bàng hoàng. Bọn này từng được gọi là quỷ Hàn Quốc. Hàn Quốc đã học được điều đó từ Nhật Bản. Nhật Bản đã để lại rất nhiều hạt giống phát xít sau khi rời khỏi Hàn Quốc từ thời chiếm đóng Triều Tiên. Khoản tiền đầu tư xây dựng quốc gia đầu tiên của Hàn Quốc chính là khi họ làm tay sai cho Mỹ ở chiến trường Việt Nam. Hàn Quốc đã học được điều đó tàn ác từ thời Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc. Người Hàn Quốc không giỏi đánh nhau trên chiến trường nhưng lại giỏi giết người bình thường. Con chó thường hung dữ hơn chủ của chúng. Theo lịch sử, Hàn Quốc thậm chí còn tệ hơn cả người Nhật khi chúng được người Nhật dùng bia đỡ đạn ở chiến trường Trung Quốc. Từ gậy dường như bắt nguồn từ thời kỳ Nhật xâm lược Trung Quốc, khi lính Hàn Quốc làm việc cho quân đội Nhật Bản như những tay chó săn, nhưng vì không được tin tưởng nên không được trang bị súng, chỉ được trang bị cái gậy làm vũ khí. Tuy nhiên họ lại tàn bạo hơn cả quân đội Nhật. Nhưng bây giờ Việt Nam yêu văn hóa Hàn Quốc nhiều lắm. Cây gậy còn tàn ác với dân thường hơn cả hoàng đế Mỹ của bọn họ. Hồi đó ở Nam Kinh, lính gậy còn tàn ác hơn lính Nhật. Những người Hàn Quốc được đào tạo dưới sự dạy dỗ của ông chủ Nhật Bản khiến bọn chúng không kém phần tàn ác so với quân đội Nhật trong Thế chiến II đâu. Quân đội Hàn Quốc là bản sao của quân đội Nhật Bản trong Thế chiến thứ II. Lực lượng quân đội Hàn Quốc trước đây là cảnh sát hợp tác của Nhật trong thời kỳ phản quốc, được tuyển dụng từ những kẻ phản bội, tội phạm giống như quân đội Nhật thời kỳ phát xít. Tàn ác hơn quân đội Mỹ chỉ có thể là quân gậy. Người Hàn Quốc từ trước đến nay đều như vậy, hỗn loạn và sợ kẻ mạnh. Thời đó hầu hết phụ nữ Việt Nam đều bị lính Hàn Quốc lừa dối và suýt mang thai. Họ sinh con nhưng không có cách để sống. Sau thời kỳ hòa bình vào những năm 90, những phụ nữ Việt Nam đưa theo con yêu cầu phía Hàn Quốc tìm người chồng. Nhưng những kẻ đê tiện đó đã từng quên hết họ, nói không biết họ, còn bọn họ đã có gia đình vợ con riêng tại Hàn Quốc. Nhưng những người có lương tâm sẽ nhận ra và bồi thường bằng tiền. Hàn Quốc dựa vào chiến tranh Việt Nam để trỗi dậy và đó là một sự đánh cược đúng đắn.
Sung Gây đánh không được Bắc Việt thì sẽ đánh dân Việt Nam, nghe nói khá tàn ác. Dù diễn ra thế nào, Hàn Quốc cũng đã kiếm được rất nhiều đô la từ cuộc chiến này. Chính nhờ số tiền này mà nước này đã phát triển nền kinh tế và đạt được vị thế là một nước phát triển như hiện nay. Quân đội Hàn Quốc giết thường dân giỏi nhất, điều này cũng đúng khi chúng ở Trung Quốc. Trên chiến trường Việt Nam, quân Triều Tiên tàn ác nhất, tàn ác hơn quân Mỹ rất nhiều. Họ chút nỗi đau buồn của mình lên dân thường các nước khác. Hàn Quốc không đánh bại được Triều Tiên nên chút mọi hành vi đồi trụy vào Việt Nam. Tôi nghe nói gậy của người Nhật ở Việt Nam cũng giống như vậy. Quân đội Hàn Quốc trong lịch sử chỉ là trò săn và linh hồn cho quân đội Nhật Bản và Mỹ, nhưng vẫn tự phô trương là số 1 thế giới, là những tên tham ăn thứ 2 trên thế giới. Hiệu quả chiến đấu của quân đội Hàn Quốc thậm chí còn thua kém quân đội Myanmar. Thật sự thì Việt Nam có thể dễ dàng đánh bại lính Hàn Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những bình luận của khán giả Trung Quốc. Video chỉ mang tính giải trí và mang đến cho mọi người biết thêm một sự kiện thực tế đã từng xảy ra ở Việt Nam, đó là quá khứ đau khổ của dân tộc ta. Nhưng bây giờ Việt Nam đã bước vào hòa bình, hướng tới tương lai. Chúng ta chỉ xem lại điều này để không được phép quên đi quá khứ. Chúng ta không nên mang tâm lý chiến tranh giống như một số bình luận của người Trung Quốc ở trên. Điều đó chỉ có hại chứ không có lợi một chút nào. Chúc mọi người vui vẻ, đừng quên đăng ký video giúp admin nhé.